Hai đội đang làm các thủ tục cuối cùng bằng bắt tay nhau thông tin trước cho trận đấu chung kết. Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ở vòng loại thì đội Công an tỉnh đã giành chiến thắng trước đội Cà phê Milano với tỷ số 2-1. Nhưng đó là kết quả chúng ta mang tính chất tham khảo của một vòng loại mà đội Cà phê Milano có hoàn toàn có được quyền tính toán cho trận thua của mình. Đây mới là thước đo chính xác cho sức mạnh của cả hai đội ở trận chung kết ngày hôm nay. Và trọng tài đang kiểm tra đội hình thi đấu của cả hai đội. Như vậy ở hiệp 1, đội Cà phê Milano sẽ là đội quyền phát bóng. Người phát bóng là số 15 Bình Minh. Tỷ số 0-0. Đập bóng tốt. Điểm đầu tiên cho Công an tỉnh 1-0. Người phát bóng cho đội Công an tỉnh là số 6 Hữu Vũ. Ngay lập tức một pha tấn công ở vị trí số 6 của Ngọc Quý đã giúp cho đội Milano công bằng điểm số 1-1. Ngọc Quý đến là một tay đập chủ lực của đội Cà phê Milano. Nhưng rất tiếc đồng đội của anh là Văn Hiển lại phát bóng không qua lưới, điểm cho Công an tỉnh 2-1. Ngay từ những điểm số đầu tiên chúng ta có thể thấy được hai đội đang giằng co nhau. Hứa hẹn sẽ là một trận chung kết kịch tính và hấp dẫn. Anh Quý một pha nã đại bác luôn các bạn. Tiếp tục là một pha nã đại bác của anh Quý. Điểm cho Milano 2-2. Anh Quý thực sự là một tay đập đáng chú ý tại giải lần này. Hiệu suất ghi điểm của anh tại mỗi trận đấu là rất cao. Vâng, trọng tài đã xác định có lỗi dính bóng của đội Công an tỉnh, điểm cho Milano 3-2. Người phát bóng là số 10 Duy Đen. Một pha phối hợp không thành công. Điểm cho Cà phê Milano 4-2. Một pha chắn bóng tốt của bộ đôi Anh Quý và Quốc Bảo đã giúp cho Cà phê Milano có điểm số thứ 5 ở hiệp 1 này. Một pha chắn bóng thành công của bộ đôi hàng rào Anh Quý và Quốc Bảo. Vâng, một pha đập bóng chính xác. Điểm cho Công an tỉnh 3-5. Người có pha đập bóng thành công vừa rồi đó là số 6, số 16, Anh Đức. Bóng chạm tay trắng ra ngoài.
Quá hay, chúng ta hãy cùng trọng tài chờ xem kết quả của trọng tài xác định. Vâng, đó là một pha đập bóng ra ngoài. Điểm cho cà phê Milano 7-3. Có thể thấy những phút đầu tiên của hiệp 1 thì các cầu thủ, các vận động viên của đội cà phê Milano đang thi đấu chặt chẽ và chính xác hơn. Chắn bóng tốt. Một pha chắn bóng tốt của số 15 Bình Minh giúp cho cà phê Milano nâng điểm số lên 8-3. Và ngay lập tức huấn luyện viên Trần Thanh Linh phải xin hội ý. Vâng, và ngay lập tức sau phút ý thì anh Đức đã có một pha đập bóng thành công đem về điểm số 48 cho Công an tỉnh. Người phát bóng cho Công an tỉnh đó là số 13 Văn Hiệp. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Công an tỉnh 5-8. Như vậy sau phút hội ý thì Công an tỉnh ghi liền 2 điểm. Chắn bóng tốt và chúng ta hãy cùng xem đội tấn công ở sân vạch 3 mét này như thế nào. Trọng tài xác định bóng trong sân. Vâng, một pha đập bóng khá đẹp mắt sau vạch 3 mét. Đưa điểm số cho Công an tỉnh 6-8. Chúng ta có thể thấy được hiệu quả của một phút hội ý của đội Công an tỉnh khi họ đã ghi 3 điểm liên tục. Bóng chạm tay chạm. Vâng, một pha bóng hy hữu các bạn. Một pha nhảy bóng và bóng chạm cột giới hạn. Và vận động viên nhảy đạp đã kéo ghế của trọng tài. Rất hy hữu các bạn, nhưng không ảnh hưởng gì đến trọng tài chính ông Đặng Minh Sĩ. Điểm số 7-8 cho Công an tỉnh. Công an tỉnh ghi liền 4 điểm liên tục sau phút hủy của mình. Đội trọng tài đang có sự điều chỉnh lại một chút cột giới hạn của lưới sau pha đánh bóng chạm cột giới hạn của Bình Minh bên phía đội cà phê Milano. Đây là điểm số thứ 5 liên tục của các cầu thủ Công an tỉnh sau phút hội ý của mình. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt của các vận động viên Công an tỉnh. Một pha cố gắng cứu bóng của anh Quý nhưng không được. Một pha cố gắng cứu bóng bằng chân của anh Quý nhưng cũng không giúp được gì cho đội Milano. Và điểm 9-8 cho Công an tỉnh. Lần đầu tiên ở hiệp thi đấu này đội Công an tỉnh đã vươn lên dẫn trước. Và ngay lập tức ông Phạm Văn Hiển, huấn luyện viên của đội cà phê Milano, đã xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp thi đấu đầu tiên. Quay trở lại trận đấu, tỷ số 9-8, người phát bóng cho Công an tỉnh là số 13 Văn Hiệp. Bình Minh chạm bóng tốt. Hàng rào gồm Gia Tú và Anh Đức đã chắn bóng tốt, ghi điểm cho Công an tỉnh 10-8. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt của các cầu thủ Công an tỉnh. Rất hay. Vâng, một pha phản công xuất sắc của Công an tỉnh, điểm 11-8. Các vận động viên đội Công an tỉnh đang có những phút thi đấu thăng hoa của mình.
Liên tục là những pha chắn bóng tốt và những pha bay người cứu bóng hết sức đẹp mắt của các vận động viên đội công an tỉnh. Vâng, trọng tài xác định có lỗi dính bóng của vận động viên chuyền hai của đội cà phê Milano. Điểm cho công an tỉnh 12-8. Các vận động viên của cà phê Milano cần phải bình tĩnh hơn nữa và tập trung cho những pha bóng của mình. Đánh bóng bật trắng nhưng không thành công. Một pha đập bóng sau vạch 3 m, nhưng lúc này chúng ta cùng chờ xem kết quả xác định của trọng tài. Vâng, một pha trắng bóng chạm lưới. Trọng tài hai Thành Dũng đã xác định vận động viên trắng bóng của cà phê Milano chạm lưới. Điểm cho công an tỉnh 13-8 và đội cà phê Milano xin hội ý. Hết giờ ý và hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu. Đội công an tỉnh phát bóng ở điểm số 13-8. Người phát bóng đó là Văn Hiệp. Lại được một pha đỡ bóng tốt của công an tỉnh. Một pha tấn công sau vạch 3 mét. Lúc này thì đó là một pha bóng ngoài sân. Người có pha đập bóng sau vạch 3 mét không thành công vừa rồi đó là số 12 Danh Ngọc. Anh Đức có pha đập bóng tốt ghi điểm cho công an tỉnh 14-9. Đến với giải lần này thì đội công an tỉnh đã có một khoảng thời gian tầm 4 chiếc giải đâm một pha đặt bóng. Trọng tài xác định đánh bóng ra ngoài, bóng không chạm tay trắng thưa các bạn. Đó là một pha đánh bóng trực tiếp đi ra ngoài. Điểm cho công an tỉnh 15-9. Không thành công một pha phối hợp, không thành công của đội cà phê Milano. Điểm cho công an tỉnh 16-9. Từ pha bắt bước một không thành công của libero của đội Milano đã gây khó khăn cho đồng đội của mình. Tiếp tục là công an tỉnh phát bóng. Đập bóng tốt thưa các bạn. Điểm cho cà phê Milano 10-16. Phát bóng là số 2 Phú Huy. Đập bóng tốt anh Tú. Anh Tú có pha đập bóng chính xác. Điểm cho công an tỉnh 17-10. Và lúc này thì Gia Tú là người phát bóng. Bóng bọt trắng ra ngoài. Milano 17. Một pha phát bóng cao tay nhưng không thành công của chính Bình Minh. Điểm cho công an tỉnh 18-11. Người phát bóng cho đội công an tỉnh đó là số 16 Anh Đức. Đánh
chắn bóng tốt của các thành viên của đội Anh Cờ, điểm cho Công an tỉnh 19-11. Hàng rào chắn của Công an tỉnh ngày hôm nay làm việc rất hiệu quả. Chẳng ra ngoài, điểm cho Cà phê Milano 12-19. Cà phê Milano vẫn còn cơ hội ở hiệp thi đấu đầu tiên này. Đó, một pha đập bóng ra ngoài của Danh Ngọc, điểm cho Cà phê Milano 13-19. Các vận động viên của đội Cà phê Milano cần phải tập trung và chắc chiêu cơ hội của mình hơn. Đập bóng ra ngoài, chúng ta cùng chờ xem xác định của trọng tài. Bóng không chạm tay trắng thưa các bạn. Điểm cho Cà phê Milano 14-19. Và đội Công an tỉnh xin hội ý. Công an tỉnh và Cà phê Milano. Một pha đập bóng, trọng tài đã xác định bóng ra ngoài. Một pha đập bóng rất mạnh, tuy nhiên đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Điểm cho Cà phê Milano 15-19. Bóng tốt của số 12 Danh Ngọc ở vị trí số 4 đã giúp cho đội Công an tỉnh lên điểm số 20-15. Công an tỉnh 21-15. Vâng, phát bóng ra. Điểm cho Công an tỉnh 22-15. Cần tập trung hơn nữa, đó là những gì mà huấn luyện viên Phạm Văn Hiển, Cà phê Milano đang chỉ đạo cho các vận động viên của mình. Đập bóng ra ngoài, nhưng trọng tài xác định đã chạm chắn. Điểm cho Cà phê Milano 16-22. Người phát bóng đó là số 10, Duy Đen. Một pha phát bóng chạm lưới khá khó chịu. Và ngay lập tức số 13 Công an tỉnh đó là Văn Hiệp có pha tấn công đập bóng đi ra ngoài. Điểm cho Cà phê Milano 17-22. Duy đang tiếp tục phát bóng. Bóng chạm chắn ra ngoài, bóng vừa chạm bật tay chắn của số 1 Ngọc Huy, Cà phê Milano ra ngoài. Điểm cho Công an tỉnh 23-17. Đây là những điểm số quan trọng của hiệp thi đấu đầu tiên. Một pha phát bóng uy lực nhưng không qua lưới. Điểm cho Cà phê Milano 18-23. Chắn bóng tốt,
dành cho Cà Phê Milano 19-53. Một pha phối hợp đánh bóng nhanh rất hay của các cầu thủ Công An tỉnh, điểm cho Công An tỉnh 24-19. Điểm kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên đang trước mắt các cầu thủ Công An tỉnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tấm chạm trắng ra ngoài, điểm cho Milano 20-24. Liệu có bất ngờ ở hiệp thi đấu đầu tiên cho Cà Phê Milano hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vẫn còn. Rất hay. Những điểm cuối của hiệp đấu đang nó bùng tăng tấn công lao vào 3m và bóng trong cần. Điểm kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên 25-20. Xin mời các quý vị khán giả và người hâm mộ môn bóng chuyền của tỉnh nhà là tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận chung kết tại giải bóng chuyền xã 6 tỉnh Bình Thuận năm 2023. Trận đấu được diễn ra giữa hai đội trong trang phục áo màu trắng. Bên tay trái màn ảnh của quý vị khán giả đó là đội Công An tỉnh, và trong phía đối diện đó là đội Cà Phê Milano. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì đội Công An tỉnh đã giành chiến thắng với điểm số 25-20. Và vừa rồi là một pha đánh bất chạm trắng ra ngoài, điểm số đầu tiên của hiệp 2 đã dành cho đội Cà Phê Milano. Với việc các đội sẽ thi đấu trong 3 hiệp thắng 2 thì đội Cà Phê Milano muốn níu kéo trận chung kết đến với hiệp thi đấu thứ 3, thì trong hiệp thi đấu thứ 2 này họ buộc phải có chiến thắng trước đội Công An tỉnh. Giống như trận ở vòng loại hai đội đang gặp nhau. Và chiến thắng chung cuộc dành cho Công An tỉnh với tỷ số 2-1. Nhưng đó là những tính toán của huấn luyện viên Quang Hiển với phía Cà Phê Milano cho những trận còn lại. Vì thế kết quả ở vòng loại không nói lên nhiều năng lực chính xác của hai đội. Đây mới là nơi để chứng tỏ sức mạnh của cả hai đội, và điểm số hiện nay đang là 2-2. Đội Công An tỉnh phát bóng. Không được rồi, trọng tài xác định đó có lỗi của vận động viên chuyền hai. Văn Hiển bên phía Milano, điểm cho Công An tỉnh 3-2. Là tính chất của một trận chung kết, hai đội đang giằng co nhau từng điểm một. Và trên khán đài chúng tôi cũng đang thấy sự cổ vũ rất nhiệt tình và sôi động của các cổ động viên hai đội. Một pha chắn bóng thành công của Bình Minh, và Duy Đăng đã giúp cho đội Milano có điểm số 3-2. Người chuẩn bị phát bóng cho Cà Phê Milano đó là số 1 Anh Quý. Anh Quý cũng là một trong những tay đập chủ lực và thi đấu xuất sắc của đội Cà Phê Milano ở giải năm nay. Ngay lập tức thì anh Đức đã có một pha đập bóng đáp trả cũng rất uy lực. Điểm cho Công An tỉnh 4-3. Thank you.
chắn phải không, và viên của công an tỉnh đã cứu bóng thành công. Chúng ta hãy chờ xem kết quả của trọng tài đưa ra không. Trọng tài xác định vận động viên của đội công an tỉnh đã có lỗi ở pha đánh bóng vừa rồi, với đó là vượt lưới đã công vào và điểm cho cà phê Milano 4-0. Và lúc này thì các vận động viên đội công an tỉnh đang có những thắc mắc cũng như khiếu nại đối với trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Đặng Minh Sĩ. Vâng, và một thẻ vàng đã dành cho đội trưởng của đội công an tỉnh, đó là số 12 Danh Ngọc. Anh đã có những phàn nàn một cách thái quá đối với trọng tài Đặng Minh Sĩ và anh đã phải nhận một cái thẻ vàng cảnh cáo từ tay của trọng tài Minh Sĩ. Một pha đánh bóng ra ngoài, điểm cho Milano 5-4. Các vận động viên của đội công an tỉnh không nên sa lầy vào những tranh cãi như vừa rồi, mà chúng ta hãy tập trung chuyên môn trận đấu để khẳng định được cho chính mình. Điểm cho công an tỉnh 5-0. Nếu như sa lầy vào những vụ việc như vừa rồi thì các vận động viên sẽ bị ảnh hưởng đến chuyên môn và sẽ không thi đấu tốt. Vâng, một pha phản bóng rất khó chịu của Văn Hiệp đã ghi điểm trực tiếp cho đội công an tỉnh 6-5. Tôi xin nhắc lại, đây là những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì đội công an tỉnh đã giành chiến thắng với điểm số 25-20. Chắn bóng tốt như các bạn, bóng lăn vào vòng sân của đội Milano. Điểm cho công an tỉnh 7-5. Cà phê Milano nếu như muốn níu kéo trận đấu đến hiệp thi đấu thứ ba thì cần phải có chiến thắng ở hiệp thi đấu thứ hai này. Vì thế các vận động viên của đội cà phê Milano cần tập trung hơn trong từng pha bóng. Bóng chạm chân ra ngoài, điểm cho cà phê Milano 6-7. Người phát bóng cho cà phê Milano đó là số 10 Dĩ Đăng. Không được rồi, một pha xử lý, một pha phải nói là không hiểu ý nhau của anh Tú đã khiến cho pha bóng cho đội Milano ra không thành công. Điểm cho công an tỉnh 8-6. Bóng chạm cột giới hạn, điểm cho công an tỉnh 9-6. Và trận đấu đang phải tạm dừng để tổ trọng tài điều chỉnh lại cột giới hạn sau pha đập bóng chạm cột giới hạn của vận động viên Bình Minh bên phía đội cà phê Milano. Trở lại với trận đấu, đội công an tỉnh phát bóng ở điểm số 96. Người phát bóng là số 16 Anh Đức. Đập bóng tốt, pha đập bóng tốt, còn vị trí số 4
Cú vào ông Nguyên Quốc Bảo đã giúp cho đội Milano lên điểm số 7-9. Anh Quý cú vợ trong tay đã xác định cơ lỗi hai chạm của hữu vũ bên phía đội công an tỉnh điểm cho cà phê Milano 8-9. Cà phê Milano và đội công an tỉnh hội ý thứ nhất ở hiệp đấu thứ hai. Văn Hiệp và Danh Ngọc đã giúp cho đội công an tỉnh có 6 trận thắng liên tiếp của vòng loại trước mặt trận chung kết này. Và vừa rồi là một pha chắn bóng tốt của cà phê Milano điểm 9 đều. Một pha đạp bóng xa vạch 3 mét rất chính xác của Danh Ngọc. Điểm 19 cho công an tỉnh. Chẳng bóng tốt. Còn một pha cứu bóng không thành công của chuyền hai Văn Hiển đã giúp cho công an tỉnh có điểm số 11-9. Một pha cứu bóng thành công của công an tỉnh rất hay Danh Ngọc. Vâng, trọng tài hai ông Nguyễn Thành Dũng đã xác định có lỗi chắn bóng chạm lưới các vận động viên đội cà phê Milano điểm cho công an tỉnh 12-9. Người phát bóng cho công an tỉnh đó là số 14 Anh Tú, một vận động viên có thể nói gọi là nhập tịch của công an tỉnh. Chuẩn bị phát bóng đó là chuyền hai Văn Hiển số 14, một cầu thủ lớn tuổi nhưng thi đấu rất bền bỉ của đội cà phê Milano. Đập bóng ra ngoài như phần tiếp xúc bóng của vận động viên Danh Ngọc không tốt. Ra ngoài điểm cho Milano 11-12. Chắn bóng tốt. Vâng, bộ đôi Anh Quý, bộ đôi Ngọc Quý và Bình Minh vừa rồi có một pha chắn bóng tốt giúp cho cà phê Milano có điểm số 12 đều. Rất hấp dẫn thưa các bạn. Kịch tính, kịch tính đang cao trào. Trọng tài xác định đó là một pha đập bóng chạm vùng giới hạn. Điểm cho cà phê Milano 13-12. Trận đấu tiếp tục lại. Danh Ngọc. Lần này thì vừa rồi Bình Minh và Ngọc Quý đã chắn bóng không toàn công, điểm cho công an tỉnh 13 đều. Công an tỉnh ông Trần Thanh Linh, huấn luyện viên Trần Thanh Linh đang muốn giải quyết trận đấu trong hiệp thi đấu thứ hai này để chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Tuy nhiên để thực hiện được điều đó thì các vận động viên của đội công an tỉnh đang phải vấp phải sự phản kháng rất tốt của đội cà phê Milano. Điểm 14-13 cho công an tỉnh.
Công An Tỉnh 15 13. Trọng tài đang cho các nhân viên lao sân vào để đảm bảo chuyên môn cho trận đấu. Trận đấu tiếp tục lại và người phát bóng cho Milano cho Công An Tỉnh là Hữu Vũ. Mở bóng tốt thưa các bạn, một pha mở nhỏ tốt điểm cho Milano 14-15. Điểm cho Công An Tỉnh 16-14. Cách biệt điểm số vẫn đang là 2 điểm. Bóng chạm chắn và đội Công An Tỉnh đó không có. Rất bất ngờ thưa các bạn. Chỉ là một pha đánh trả bóng của số 12 Danh Ngọc, tuy nhiên lại gây khó khăn cho đội Cà Phê Milano. Điểm số 17-14 cho Công An Tỉnh. Đã hay còn may thì điểm số là điều tất nhiên dành cho đội Công An Tỉnh. Một pha đánh bóng chủ động chạm chắn ra ngoài của Ngọc Quý, điểm cho Cà Phê Milano 15-17. Cơ hội vẫn còn dành cho Cà Phê Milano. Một pha phối hợp tấn công không thành công, điểm cho Cà Phê Milano 16-17. Cách biệt chỉ là một điểm và mọi thứ có thể sẽ được san bằng sau pha bóng này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Rất tiếc, Ngọc Quý tay đập số 1 của đội Cà Phê Milano lại phát bóng không qua lưới, giúp cho Công An Tỉnh có điểm số 18-16. Dường như sức hấp dẫn của trận chung kết cũng đã khiến cho các nhân viên lật số cũng đang tập trung và quên đi nhiệm vụ của mình. Và tiếp tục là điểm cho Công An Tỉnh 19-16. Những pha bóng hấp dẫn đã không những thu hút được các vị khán giả mà còn khiến cho những người chứng kiến trực tiếp trận đấu ngày hôm nay không thể nào rời mắt được những pha bóng của các cầu thủ hai đội. Một pha phát bóng rất khó chịu của Danh Ngọc, điểm cho Công An Tỉnh 20-16. Cà Phê Milano cần phải tập trung hơn trong những điểm số cuối cùng của hiệp đấu thứ hai này nếu như họ muốn níu kéo được trận chung kết vào hiệp thi đấu thứ ba. Một pha bắt bước một không thành công của Ngọc Lý 21-16. Và ông Phạm Văn Hiển, huấn luyện viên của đội Cà Phê Milano đã xin hội ý người phát bóng cho Công An Tỉnh đó là số 12 Danh Ngọc. Một pha phát bóng không qua lưới, điểm cho Cà Phê Milano 17-21. Người phát bóng cho Cà Phê Milano đó là số 15 Bình Minh. Cà
Một pha chắn bóng và tấn công thành công của Ngọc Vũ. Số 6 Quốc Bảo bên phía đội cà phê Milano đã giành điểm số thứ 18 cho đội mình, 18-21. Tiếp tục điểm số 19-21 cho đội cà phê Milano. Như tôi đã nói, ở những thời điểm hồi ý là những thời điểm quan trọng dành cho các vận động viên của hai đội. Và chính lúc này, ông Trần Thanh Linh, huấn luyện viên của đội Công an tỉnh đã xin hội ý cho đội Công an tỉnh để các vận động viên của mình có thể bình tĩnh hơn và tập trung lại. Và cũng như là giảm nhịp độ hưng phấn của các vận động viên cà phê Milano. Đó là một sự tính toán của các huấn luyện viên. Và chúng tôi đang thấy ông Trần Thanh Linh chỉ đạo các con đường của mình nữa là tập trung hơn nữa. Dường như ông muốn chiến thắng cho Công an tỉnh với tỷ số 2-0. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem sự phản kháng của cà phê Milano ở những điểm số cuối cùng là như thế nào. Một pha đánh bóng không mạnh nhưng khá khó chịu của anh Đức giúp cho Công an tỉnh lên điểm số 22-19. Đánh bóng tốt, một pha đập bóng tốt của Quốc Bảo. Điểm cho cà phê Milano 20-22. Và đội cà phê Milano xin thay đổi người. Như vậy là không sự thay người, người vẫn chưa được diễn ra. Và trọng tài Đặng Minh Sĩ đang có sự nhắc nhở đối với đội cà phê Milano. Vâng, và thẻ vàng cảnh cáo dành cho thủ số 12 bên phía đội cà phê Milano. Rất đáng tiếc ở những thời điểm như thế này mà vận động viên cà phê lại phát bóng không qua lưới, điểm cho Công an tỉnh 23-20. Người phát bóng cho Công an tỉnh đó là anh Đức. Chúng ta cùng chờ xem một pha tấn công chạm lưới của vận động viên Quốc Bảo bên phía cà phê Milano và điểm số 24-20 dành cho Công an tỉnh. Đây là điểm số quan trọng của trận chung kết. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chắn bóng tốt, một pha phối hợp không thành công và cơ hội đang dành cho Công an tỉnh. Nhân sự tự tin của truyền hai, một pha đá bóng sau vạch 3m không thành công. Một pha tấn công sau vạch 3m của số 12 Danh Ngọc không thành công. Điểm cho cà phê Milano 21-24. Vẫn còn cơ hội dành cho cà phê Milano, nhưng đòi hỏi các vận động viên cà phê Milano phải tập trung hơn. Một pha tấn công tốt và điểm số 25-21 kết thúc hiệp thi đấu thứ hai và cũng như kết thúc trận chung kết. Công an tỉnh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.